Đội cảnh sát giao thông An Lạc thuộc phường cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, quận 8. Sau khoảng 1 giờ lập chốt, 4 trường hợp được cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm. Sau đó đội tuần tra phát hiện ông LHS điều khiển phương tiện qua chốt có biểu hiện nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Kết quả phát hiện trong hơi thở của ông S có chứa nồng độ cồn là 0,644 mg trên 1 lít khí thở. Chú điều khiển xe mô tô biển số 54H38159 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên lít khí thở. Chú đo thực tế của chú là 0,644 mg trên lít khí thở, đúng chưa? Hiện tại là chú không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe. Rồi chú không xuất trình được giấy căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền ha. Đó là những cái lỗi mà con ghi nhận thôi chú lại nha. Nói chung là cũng phải là 3-4 lon à. Ít uống rượu lắm. Thôi ngày nào cũng đi ngang đường này. Nói chung đi về ngày nào cũng đi làm ăn rồi ghé. Thì bạn bè mời thì nói chung là về uống. Sau đó đội tiếp tục phát hiện một trường hợp khác điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng bia rượu, tiến hành kiểm tra. Trong hơi thở của người này có chứa nồng độ cồn là 0,512 mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên sau đó thì người này tỏ thái độ trốn tránh, không xuất trình giấy tờ liên quan. Cảnh sát như vậy là không đúng. Cái anh sai anh đưa tôi về nhà. Đó là đúng. Anh giữ xe tôi mà. Còn không, tôi chạy xe về nhà anh lấy xe tôi được bình thường. Không được à? Tào lao anh, tào lao mới lao. Niêm phong đâu phải niêm phong cái xe đâu, niêm phong cái ghế thôi. Chính xác, anh đưa tôi về nhà mới là đúng. Đối với những trường hợp được phát hiện vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định.